Cuối tuần này, trận cầu tâm điểm tại vòng 8 ngoại hạng Anh sẽ diễn ra trên sân vận động Anfield giữa hai câu lạc bộ đang có phong độ rất cao thời gian qua, đó là Liverpool cùng với Chelsea. Và đây cũng là màn chạm trán giữa hai tân binh trên băng ghế huấn luyện và họ đều không mất quá nhiều thời gian để khẳng định tài năng của bản thân. Trong đó, huấn luyện viên Arne Slot đang trải qua kỳ trăng mật tuyệt vời với The Kop sau chuỗi thành tích ấn tượng và vị trí dẫn đầu trên bảng xếp hạng. Tuy vậy, thử thách cuối tuần này là không hề dễ dàng và liệu chiến lược gia người Hà Lan có bị chặn đứng đà thăng hoa hay họ vẫn sẽ tiếp tục giữ vững ngôi vị đầu bảng của mình. Dù không phải là hai tập thể đang giữ thành tích bất bại, nhưng cả Liverpool và Chelsea đều đang sở hữu phong độ vô cùng ấn tượng thời gian qua với chuỗi thành tích bất bại liên tiếp trên mọi đấu trường. Nếu The Blues đã có những tiến bộ rõ rệt khi đang chễm chệ trong top 4, thì thành tích của The Kop thậm chí còn ấn tượng hơn với vị trí dẫn đầu trên bảng xếp hạng hơn hai đối thủ xếp sau là Man City và Arsenal với cùng khoảng cách 1 điểm. Nhiều năm qua, lữ đoàn đỏ luôn là ứng viên cho danh hiệu vô địch và không ít lần họ đã tạo ra màn rượt đuổi đầy hấp dẫn với Citizen. Nhưng đến mùa hè vừa qua thì một thông tin không vui đã đến với đội bóng này khi kiến trúc sư đại tài Jurgen Klopp đã chia tay câu lạc bộ. Ông chính là người đã giúp Liverpool tìm lại vị thế của mình cũng như chinh phục mọi danh hiệu trong nước lẫn châu lục. Nhiều ý kiến thậm chí còn cho rằng sự ra đi của chiến lược gia người Đức sẽ bắt đầu cho chu kỳ sụp đổ của đội chủ sân Anfield. Và dù câu lạc bộ này đã có được sự thay thế ngay lập tức bằng huấn luyện viên Arne Slot đến từ Feyenoord, nhưng tấm gương thuyền trưởng người Hà Lan mang tên Erik ten Hag thì vẫn còn và người hâm mộ có lý do để nghi ngờ vào sự thành công của nhà cầm quân 46 tuổi. Tuy vậy, Arne Slot đã chứng minh cho tất cả thấy rằng ông sẵn sàng duy trì vị thế của Liverpool cũng như là người thay thế hoàn hảo cho Jurgen Klopp. Sau 7 vòng đấu đầu tiên, ngoại trừ tai nạn ở cuộc tiếp đón Nottingham Forest, thì The Kop đã giành trọn vẹn 6 chiến thắng ở Premier League, hạ gục hai đại diện của Italia là AC Milan cùng Bologna tại UEFA Champions League, cũng như hủy diệt West Ham tại vòng 3 Carabao Cup. Quả thật là giai đoạn đầu mùa giải của chiến lược gia người Hà Lan chẳng khác gì tuần trăng mật của ông ở đội bóng mới. Một vài chuyên gia đã nhận định rằng di sản mà Jurgen Klopp để lại là quá lớn và cựu thuyền trưởng Feyenoord chỉ cần duy trì điều đó chắc chắn sẽ thành công. Nhưng cũng không phải là lý do để lữ đoàn đỏ thành công cho đến thời điểm hiện tại. Arne Slot biết cách dung hòa từng cá nhân giúp họ phát huy tối đa khả năng của mình, đồng thời tiết chế lại lối chơi với tốc độ cao dưới thời Jurgen Klopp để giúp Liverpool kiểm soát tốt hơn, đồng thời duy trì thể trạng, tránh chấn thương cho các cầu thủ. Từ đó, cỗ máy màu đỏ luôn được vận hành vô cùng trơn tru để giúp ông thầy sinh năm 1978 tái lập thành tích cách đây hơn 30 năm. Nếu nhìn lại quá khứ, chỉ có 3 lần đội chủ sân Anfield giành chiến thắng, 9 trong số 10 trận mở màn mùa giải, với lần gần nhất đó là mùa giải 1990-1991. Khi đó thì họ đã về nhì, kém nhà vô địch Arsenal 7 điểm. Một lần duy nhất khác mà The Kop đạt được thành tích này là vào mùa giải 1961-1962, khi mà họ giành chức vô địch giải hạng 2. Và giờ đây, hơn 30 năm, Liverpool đã làm được điều tương tự, cũng như chiếm trệ ở ngôi vị đầu bảng. Tuy vậy, thử thách tiếp theo của đội bóng này chính là Chelsea, đối thủ cũng đang có thành tích bất bại suốt 2 tháng vừa qua. Kể từ sau trận thua trước nhà đương kim vô địch Man City ở vòng đấu mở màn, thầy trò Enzo Maresca đã không biết nếm mùi thất bại và ông cũng là huấn luyện viên xuất sắc nhất tháng 9 của ngoại hạng Anh, giúp đội nhà vươn lên vị trí thứ tư và chỉ kém lữ đoàn đỏ đúng một điểm thôi. Cũng giống như Arne Slot, Enzo Maresca là tân binh ở ngoại hạng Anh mùa giải này, nhưng có một điểm khác với người đồng nghiệp là chiến lược gia người Ý đã từng có giai đoạn làm trợ lý cho Pep Guardiola và ông cũng rất hiểu môi trường này cũng như phong cách thi đấu của Liverpool. Đối thủ lớn nhất của Man City trong suốt 5 năm qua thì đã liên tục bám đuổi họ trên hành trình vô địch. Chính vì vậy, kinh nghiệm của thuyền trưởng Chelsea cần được phát huy ở trận đấu tới để khắc chế được lối chơi đầy kỷ luật, chặt chẽ của đội chủ nhà. Liverpool giờ đây không còn quá ổ ạt như trước nữa, nhưng họ đã kiểm soát tốt tình hình và dần dần bóp nghẹt đối thủ nhờ phong độ ấn tượng của hàng công, cùng gian tiền vệ có khả năng thu hồi bóng rất tốt. Kể từ đầu mùa giải, Liverpool chỉ chạm trán với Manchester United là thử thách được xem là lớn nhất và họ đã vượt qua được Quỷ Đỏ nhờ tận dụng triệt để sai lầm từ phía đối thủ. Và giờ đây, Chelsea chính là ngọn sóng mà thầy trò Arne Slot cần vượt qua, một đối thủ sở hữu thành tích bất bại cùng việc ấm luôn hai danh hiệu xuất sắc nhất tháng 9 vừa qua. Ngoài ra, một yếu tố khác cũng hứa hẹn đầy khó khăn cho The Kop, đó chính là thành tích đối đầu. Trừ màn hủy diệt 1-4 hồi đầu năm nay, thì đội chủ sân Anfield chưa từng giành bất kỳ thắng lợi nào trước đại diện thành London trong 90 phút mà họ chỉ đánh chấp nhận những kết quả hòa mà thôi. Vậy nên, huấn luyện viên Arne Slot cần hết sức thận trọng trước cuộc tiếp đón Chelsea, vì với phong độ cao của Cole Palmer cùng các đồng đội, các vị khách hoàn toàn có thể tạo nên bất ngờ như cách mà Nottingham Forest đã làm trước đó ở thời điểm Liverpool đang bay rất cao với chuỗi trận thắng của mình. Cả hai đội bóng bước vào trận cầu Super Sunday cuối tuần này đều là những cái tên đã tạo được ấn tượng rất mạnh từ đầu mùa giải với những vị trí vượt xa hơn kỳ vọng. Nhưng giờ là lúc chỉ còn một đội bóng duy trì được thành tích ấn tượng của mình.
và không ai muốn mình là kẻ thất bại vào lúc 22 giờ 30 chủ nhật. Huấn luyện viên Arne Slot rõ ràng đã có khởi đầu như mơ tại Anfield khi đưa Liverpool lên đầu bảng xếp hạng ngoại hạng Anh, tiến vào vòng 4 Carabao Cup với chiến thắng 5-1 trước West Ham. Đồng thời họ cũng là một trong 7 đội duy nhất giành chiến thắng trong hai trận mở màn UEFA Champions League. Và liệu tuần trăng mật của ông thầy người Hà Lan có bị cơn sóng màu xanh dập tắt ở trận cầu tâm điểm vòng 8 ngoại hạng Anh, hay Arne Slot sẽ tiếp tục bay cao với vị trí dẫn đầu cũng như thách thức mọi đối thủ trong cuộc đua đến ngôi vô địch mùa giải này?